Rồi bây giờ ví dụ như cái band major, cái em ghi thu tiền ngay, bây giờ em muốn chuyển lại là chưa thu tiền, mà nếu mà 52. em bỏ ghi, nếu mà em bỏ ghi thì nó sẽ báo lỗi như lúc nãy mà chị nói em đó. Em bỏ ghi đi. Đó, Nhấn đây, coi. em có. Đó, nhấn sửa. Ủa, được Tức luôn là hả cái chị? này lỗi này nó không phải là lỗi như lúc trước, lỗi khác mà. Em bị ba cái này luôn. Trời ơi, vậy mà bao nhiêu năm nay á, em muốn biết cái này mà em không có biết đó chị. Cái thầy dạy kia cũng không nói à? Không không chị à? Thầy chả nói gì, nói chung là em đóng tiền học xong thì thầy cũng đến nhà em, thầy dạy được 5 6 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi, xong rồi là thôi luôn. Xong Tức rồi là bây giờ dạy chị dạy trực tiếp đúng không? dạy trực tiếp. Dạ, mà đến bây giờ là em chỉ có dám hỏi thầy là mỗi một quý vậy thầy chỉ hỗ trợ em trong vòng có 30 phút để em nộp tờ khai thôi Nhưng mà là mình đã hết. làm quen rồi thì cần gì phải hỗ trợ nhiều nữa đâu, đúng không? Thầy chưa bao giờ chỉ em cái này. Dạ Ý là cái hỗ trợ nộp tờ khai đấy thì 1 2 quý đầu là cũng quen rồi đúng không? dạ đúng rồi, nên là xong rồi trước trước thầy là em có đóng tiền cho một trung tâm nữa, một trung tâm giống như kiểu của chị vậy đó mà ở thành phố này luôn, xong rồi em đến học trực tiếp luôn tại vì em không tin cái kiểu học online như vậy, nên là em đến em xách laptop đến thì cái chị trưởng đó chỉ có bố trí cho em một cái chị kế toán mà dạng như mấy chị cũng là nhân viên mà dịch vụ ở trong đó. Xong rồi chị cũng hướng dẫn em cũng xách đến, em cũng nhiệt tình lắm, em cũng muốn học. Nhưng mà chị chỉ có thấy là em hỏi gì thì chị trả lời thôi. Nhưng có những cái em hỏi chị cũng không trả lời được. Chị kêu là để chị hỏi lại, nên nó làm cho em cảm giác như cái level của chị nó thấp quá. Em đã chốt thì chốt là gặp chị nó, nên thôi em tự nản tự bỏ. Lại mất tiền 2 lần. Lại mất tiền 2 lần, xong rồi chị đó, xong rồi đến cái ông thầy. Thì ông thầy là đến bây giờ hiện giờ là em vẫn còn đang đóng tiền nha chị. Nhưng mà em dạ xong rồi em nên là lúc hôm vừa rồi chị Lam gọi em á, là em bảo với chị là thiệt tình là cái niềm tin của em á nó cũng làm sao á với cái ngành kế toán này á. Dạ nên nhưng mà chị Lam bảo em là thôi em cứ nói chung em bảo với chị Lam á là thực tế là em đóng tiền và em cũng không tin là đời em mà đến tập 3 rồi mà còn lan man vậy. Thế may là Dạ may rồi đấy, không quá tam ba bận đâu. vâng, em gặp chị là em mừng rồi. Dạ Thế là trời tốt. Thế bây giờ ơi. nếu mà mình làm tự tin rồi thì thôi khỏi đóng tiền bên thầy kia nữa đi em. Để mình tự làm có gì chị bên chị hỗ trợ mà. Kể Dạ cả đúng rồi, sau khóa dạ học đúng rồi rồi. á, kể cả sau khóa học rồi thì vẫn hỗ trợ bình thường em nhé. Vẫn hỗ trợ ví dụ như khi nào em cần ấy, vẫn có thể vào Ultra View rồi gọi qua Zalo các thứ ấy để hỗ trợ nhá. Dạ, Chứ dạ. không không cần đóng tiền nữa, chứ không phải là phải đóng tiền hàng tháng hàng quý như vậy đâu nhá. Dạ. Rồi em mừng lắm. Dạ, em cảm ơn chị. Cái đây em mà lần này mà không được đó thì em bảo là không biết là đời em phải đi kiếm ai bây giờ. Em không Rồi, bây giờ yên tâm được rồi rồi nhá. chưa? Dạ, đây để em cái này nữa. Em thì bản chất là người muốn được học để làm cho cái công ty của em thôi. Dạ, nhưng mà tại em chưa tìm được người thôi, chứ còn không phải là em làm biếng. Em đóng này là em coi cái cân này coi nó cân chưa. Cái đó là band major, còn cái 8 triệu mốt này của năm 2024 thì đợi em một chút. Em muốn đi tìm lại cái hóa đơn 8 triệu mốt này. 8 triệu mốt chị À thấy nó đầu kỳ đấy, em tìm ở năm 20. Ở đâu? 8 triệu mốt này đây, em thấy cuối kỳ nó chuyển qua bằng này, là con số tức dư là chưa nó trả đúng không? Cái khả năng nó nằm ở năm 20. Chứ nhìn vậy đâu là nó có tờ nào 8 triệu mốt đâu. Tức là à đến đây đây này em nhìn thấy này, cái số mà trả 16054 này nhá. nó là của cái này này, em có ghi số hóa đơn này Đây, là của cái chỗ này luôn này. 3 tờ hóa đơn này luôn không này. chị? Chưa chưa đủ đâu phải không chị? Không đủ rồi đấy. Đây này, chị nhìn thấy là chị biết này. 16054 500 đúng không? Thế sau khi trả Dạ cho 3 cái tờ hóa đơn này rồi thì nó lại trở về con số dư là công nợ là 7451850, lại trở về con số đầu kỳ đúng không? Như vậy dạ là nợ nguyên con số đầu kỳ, chứ còn những cái em phát sinh trước đó đấy là 3 tờ đấy đã thanh toán rồi. Sau đó nợ thêm như vậy nợ 7,4 triệu nữa, nợ thêm cái 6.660.000 nữa, 660.000 nữa dạ thì là 8,1 triệu thôi. Em đi tìm là em đi tìm cái 7,4 triệu này chứ không đi tìm được cái 8,1 triệu đâu. Nói vậy bây giờ em muốn cái hóa đơn 660 này là chuyển về thanh toán tiền mặt. Ok thì em tích vào sửa. Cái 660 này tại em muốn làm tiền mặt. Rồi bây giờ chị nói với em là cái đầu từ em nào đó đã. Đây, vậy là cái 7 triệu tư này là của 2021 và của 2020 luôn. Này, rồi để em đi tìm 2020 Ben Major. Đây, em có coi ở đây được không? Xem có đầu kỳ không em? Đầu kỳ bằng không kìa. Ví dụ như đến đây là xong rồi này, công nợ hết rồi này. Đấy, em có xem thì xem từ từ cái đoạn đấy để trở về xuống thôi. Là nếu mà như thế đây đây em nhìn cho em nhìn cho thì nó có mấy cái à nên em cũng nhìn được.
thêm cái dưới này đi, 7295. Vậy là sao em biết được nó thanh toán cái hóa đơn nào chị ha? Ví dụ như bình thường á, có cách nào để em biết không? Không, chỉ có mỗi lần ngồi cộng thôi, nhiều hóa đơn thì phải ngồi cộng thôi, cộng xem nó của tờ nào, bởi vì khi mà thanh toán họ sẽ ghi trong tờ hóa đơn nào á, thì mình sẽ cộng lại để trừ ra những cái hóa đơn đấy thôi, còn lại hóa đơn nào chưa thanh toán thì nó sẽ loại ra. Nếu mà như vậy thì em sẽ coi là năm 2020 thôi. Cái đó để em từ từ em tính, giờ em hỏi chị những cái mà nãy giờ em nói lại nha. Hỏi chuyện khoản đây, kinh tế luật năm 2021, kinh tế luật 21 triệu mấy này. Nhưng mà cái này số dư hết rồi mà. Số dư cuối kỳ, em nhìn số dư cuối kỳ mà hết rồi là thôi Ủa đúng em không? thu rồi hả? Hết rồi này. Chưa, chị đợi em. Nhưng mà sao hình như của năm 2022 họ có chuyển khoản. Sao em có nốt, đợi em. Hết rồi không chị? Cái này là bằng không là hết rồi không? Không, cái nào? Ủa sao cái này không? Cái này là còn Đầu nợ kỳ đó bằng không, xong nợ. lại lại tiếp nợ tiếp và 2,8 tiếp. Để bỏ qua đi, tới 2022 em tính. Đúng rồi. Rồi bây giờ hóa đơn 159, đây là của cái tờ hóa đơn 159 160 của kinh tế luật cần chuyển về thu tiền ngay. Cần chuyển về thu tiền ngay đúng không? Dạ, Rồi em tích rồi vào những cái hóa đơn đấy đi. em mở hóa đơn nha, em mở. Em có thể tích đúc vào cái phiếu đấy luôn, những cái phiếu đấy luôn được. Đúng rồi, tại em thấy hóa đơn 519, 519 với 160. Hai cái hóa đơn em vừa ghi ra đúng bằng số tiền này không? 159, 160. Nãy là em có ghi rồi đó, thôi mình cứ đâu bây giờ 2 triệu 8 323 nha. Em có nốt nào hóa đơn 519 nè. Ủa 519 là 5 triệu mấy rồi mà. Em có thể Nãy mở ngay ở cái bên kia được mà. ở bên kia hả? Mở cái bên cái chỗ danh sách một loạt đi. Đây đó chị. Tích đúc vào đi, đó thể hiện ngay hóa đơn đấy mà. Đây này. Rồi. Những cái phiếu này là em có thể hoàn toàn có thể tích vào xem được. Từng phiếu một đi em. Ví dụ như ngày 24 tháng 5 trước. Đó. Là hóa đơn 519 hả? Em có ghi hả? Em ghi sai rồi. Thì đây hóa đơn Ủa? 59 đây. 159. À trời ơi, em lại ghi 159, để em ghi Cũng lại không cần 55 ghi đâu, số. cũng không cần ghi đâu, vào tích vào đây thì sửa luôn được. Được hả chị? Tích vào đây này, Nó chị vừa bằng số tích. tiền đó chưa? Chưa, nhưng mà em nhìn lại cái số tiền. Số tiền Trời vào ơi, đây nãy giờ nhá. em nhìn đây, 519 ở dưới này nè. Trời ơi, của em quá. Rồi, em cần chuyển cái này về thu tiền ngay. Bỏ ghi sửa thôi. Nãy em mở lên em thấy cái ô ô đó nên thôi em không dám đụng vô, có công lắm. Rồi, nhấn sửa là được. Ok. Đó. Rồi, thêm một cái 160 rồi, hết của kinh tế luật rồi. Công ty Guta hóa đơn 11 triệu cần thu tiền ngay. Cái gì mà lúc trước em gọi bà bảo bị vướng ấy, còn những cái này em sửa được, em tự sửa cho chị nhé. Đó, vậy nãy chưa được đó nên là em mới nói lại á. Chưa được á, sao bây giờ Rồi. được thế? Tại vừa xong chị mới chỉ cho em cái kinh tế luật đó, là cái này nó tương tự đó. Rồi bây giờ đây, cái tập đoàn HSC, đây chị, năm 2021 nè, tôi mất HSC của em rồi. Lọc ơi, lọc trên tên khách hàng cho nó nhanh em. Chị ơi, cái đây á, là họ không có nợ em bằng này, ý là, từ từ, em đang nốt là tập đoàn HSC cần sửa lại là chưa thu tiền, vì năm 2022 họ chuyển khoản cho em. Nhưng mà ở trên cái phiếu hình như em lại ghi là năm 2022 họ chuyển khoản cho em rất là nhiều tiền để họ trả những cái hóa đơn cũ. Nhưng mà năm 2021 em lại ấn vô là thu tiền ngay. Nên bây giờ cái đó em phải chuyển lại là chưa thu tiền. Ok. Và bây giờ để em mở năm 2021. Đây chị, em muốn bấm vô là bây giờ em phải làm sao đây? Những cái này là thu tiền Tới ngay đây hết là rồi, bằng chưa thu không rồi rồi. nè. Tới đây là bằng không. Không, đây là toàn bộ những hóa đơn em đã bấm mà chưa thu tiền rồi. Ủa vậy hả Có chị? phiếu À vậy là nào? trong năm 2022 cơ. Vậy là Trong trong năm năm 2022. 2022. Đây, hồi Đây, nãy này em vô vô năm năm 2022 em 2022 bấm chưa thu bấm chưa thu tiền tiền nhưng nhưng mà mà nó nó không không cho. cho. Rồi Rồi đây đây chị chị ơi, ơi, em em ví ví dụ dụ nhé. nhé. Ví dụ Rồi. này, đây. Giả Giả sử thử như như em em muốn muốn sửa sửa lại lại là là chưa chưa thu thu tiền. tiền. Bỏ đi nha. À vậy nó cũng như cái kia thôi, đúng không Vậy chị? đúng rồi. À vậy Vậy là là nó nó đều đều là là một một cái cái mà mà em em không không biết biết ngay ngay từtừ đầu. đầu. Em tích vào chưa thu tiền đi. Ủa chết mẹ. Rồi. Bây giờ Chưa bỏ chưa chưa ghi. chưa. Bỏ ghi lại. Đó, ok thôi nhỉ. Tại Khá khái là là em có luẩn quẩn có mấy cái kiểu 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 vậy á. Dạ. Gỡ được rồi là được nhá. Dạ. Vậy em làm tiếp đi, được không? Vướng chỗ nào thì cứ gọi chị nhá. Dạ, rồi. Ok Được rồi chị. nhá, Dạ, dạ, cần gì cứ dạ, gọi dạ. nhá. Chị cứ quay video cho em nha. Vừa đây nãy giờ là chị dạy em này, chị quay được này nhá. Ok, nếu vậy hôm Nếu vậy nay có có chị chị có có quay quay cho cho em em mấy mấy cái cái chị chị cứ cứ gửi quay qua cho cho em em nha. nha. Để chị nén đã nhá, chị phải đổi Ok, đổi lúc file nào đã cũng được. rồi gửi nhá.
Ok, ok chị. ok Dạ, ok dạ, em cảm ơn chị. dạ 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 Dạ. dạ.